Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con HP Robux 440 G4 nha các bạn. Mã main của nó đây. DA0X81MB620 review E nha các bạn. Hiện trạng của con này là không nguồn. Máy mình cắm vào là không có nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo RAM và tản nhiệt CPU ra nha các bạn. Sau đó mình sẽ kiểm tra xem là nó bị lỗi ở phần nào nha các bạn. Rồi, bước đầu tiên mình sẽ kiểm tra các cuộn dây, xem có cái cuộn dây nào bị sọt mát hay không nha các bạn, bị ngắn mạch hay không. Rồi sau khi mình đo sơ bộ các cuộn dây, không có cuộn dây nào bị sọt mát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra khu vực tụ 19 nha các bạn. Xem tụ 19 nó có bị sọt mát hay không nha các bạn. Các bạn quan sát tụ 19 là mình đo vào là nha các bạn. Tổng trở nó chỉ có 2 ohm mấy à. Mình nghi là khả năng là cái main này nó cũng bị sọt nguồn 19 nha các bạn. Mình đo tiếp rồi. Đây là mát. Rồi ok, như vậy là tụ nguồn 19 nó đang bị sọt mát nha các bạn. Đây, mình sẽ để gần lại cho các bạn xem. Đây, mình sẽ đo ở một vị trí khác nha các bạn. Đó, các bạn thấy là cái tụ 19 nó còn có 2 ohm 4 nha các bạn. Khoảng 2 ohm mấy thôi. Đó. Rồi ở cái main này thì mình cũng sử dụng dây tách chạm nha các bạn. Mình sử dụng 5V và khoảng 2A. Mình sẽ cắm trực tiếp vào nguồn 19 nha các bạn.
Rồi mình vừa hàn cái sợi dây vào nha các bạn. Mình sẽ đo lại. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng nguồn 5V và khoảng 2A nha các bạn. Mình sẽ cắm trực tiếp vào. Rồi, và mình sẽ quan sát và sờ xem cái vị trí nào nóng lên nha các bạn, linh kiện nào nóng lên. Mình sẽ cách ly cái linh kiện đó ra. Mình phát hiện cái vị trí này nha các bạn. Cái vị trí này nóng nè. Để mình xem coi đây là cái tụ gì đây. Đây là cái tụ 19 tại vị trí nào đây? Để mình quan sát xem cái bao view, xem là cái vị trí này là vị trí nào nha các bạn. Đây cái vị trí này, cái vị trí gần cái con IC sạc nha các bạn. Này là khả năng là nguồn 19 mà tại IC sạc rồi. Trên bao view thể hiện là cái con BC21 nha các bạn. BC121 chứ. BC121. BC121 là nguồn V-in đi vào con FET BQ30 nha các bạn. Đây là cái khối sạc pin nha các bạn. Đây là cặp FET của khối sạc pin. Rồi bây giờ mình sẽ khò, mình sẽ cách ly cái tụ này ra, sau đó mình sẽ đo lại xem là cái men có hết chạm hay không nha các bạn. Rồi, mình bóc cái con tụ này ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại xem cái khu vực 19V nó còn chạm hay không nha các bạn. Mình sẽ đo trực tiếp vào sợi dây này nha các bạn. Xem là cái tổng trở nó lên cao hay chưa. Ok nha các bạn. Tổng trở đã lên cao nha các bạn. Tổng trở đã lên hàng ký rồi, 2 ký mấy rồi nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo sợi dây này ra. Đối với anh em kỹ thuật thì mình sử dụng cái cách này, mình xử lý cái van bị ngắn mạch sọt 19V rất là nhanh nha các bạn. Tiết kiệm thời gian cho anh em kỹ thuật. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ cắm nguồn xem là cái men có dòng chảy hay không nha các bạn, và xem là cái men có xuất hình khi mà mình gắn vào màn hình nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn RAM, gắn tản nhiệt CPU nha các bạn. Đó, và mình sẽ cho cái men cắm nguồn xem là
có xuất hình được hay không nha các bạn. Rồi mình vệ sinh sạch sẽ cái tản nhiệt này nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ gắn vào. Rồi mình sẽ gắn ram vào nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem cái đồng hồ cấp nguồn của mình. Rồi rồi mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Rồi led sáng đèn nha các bạn. Rồi máy có dòng. Rồi máy ăn dòng nha các bạn. Ồ máy có dòng boost luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình nha các bạn, xem là máy có xuất hình được hay không. Rồi mình sẽ gắn sơ vào màn hình nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem.
Rồi mình cắm nguồn. Rồi ok, máy lên hình nha các bạn. Rồi. Như vậy là máy đã xuất hình. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con HP Robot 440G4 này nha các bạn. Nguyên nhân là bị lỗi nguồn 19 tại khu vực IC sạc nha các bạn. Sau khi mình cách ly cái tụ hư thì máy đã hoạt động và xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.